Trấn Thành xuất hiện với diện mạo mới, chính thức cắt tóc ngắn sau nhiều tháng xì xòa. Nam MC có bản thay đổi diện mạo hoàn toàn sau khi cắt ngắn đi mái tóc dài. Nhiều tháng qua, MC Trấn Thành gắn bó với mái tóc dài, thậm chí anh còn để cả trầu mép. Tuy nhiều lần biến hóa với mái tóc dài như cục cao, xóa dài, dáng kéo gọn gàng nhưng có vẻ nam MC không hợp với hình ảnh tóc dài. Nhiều khán giả đã tréo gọi mong Trấn Thành mau cắt gọn lại mái tóc của mình để nhìn trẻ trung hơn. Thậm chí, Trấn Thành còn tự đăng ảnh cận cảnh trâu tóc dài của mình cùng chia sẻ, và chút cũng hay mà. Cách đây ít ngày, khi Trấn Thành xuất hiện với gương mặt đã cạo sạch trâu cũng khiến khán giả vui mừng khen ngợi và mong anh sớm cắt tóc. Và cuối cùng sau nhiều tháng lạc tự với kiểu tóc dài, chiều ngày 14 tháng 11 MC Trấn Thành đã chia sẻ hai bức ảnh của bản thân trong diện mạo mới hoàn toàn. Nam MC xuất hiện với kiểu tóc ngắn gọn gàng cắt cao hai bên và tạo dáng đầy năng lượng, tươi cười bên chiếc xe hơi. Anh cũng nhận thấy mình trẻ ra khá nhiều sau khi cắt tóc, cắt xong như đứa con nít, Trấn Thành chia sẻ. Nhiều khán giả đã vui mừng bình luận, vui lắm anh ở lòng em trộn tràn như mùa xuân quê hương tươi vui trẻ hội. Đẹp trai lại rồi anh, tóc của nhìn xuân quá. Trời ơi cắt tóc xong đẹp trai hẳn trai da anh Thành, em mừng quá. Để anh cắt thế nhìn còn muốn nhìn, anh để tóc dài thay chắn hạ. Không chỉ tài năng duyên dáng, MC Trấn Thành còn ghi điểm với phong cách riêng. Anh luôn xuất hiện với ngoại hình chỉnh chu, tươm tất. Sau khi trở lại với mái tóc mới của mình, khán giả cũng dự đoán nam MC đang bắt đầu với những dự án mới sắp tới.